bay B-52 ném bom trúng văn phòng đại diện của Pháp tại Việt Nam. Ông trưởng đại diện Pierre Soussigny và 6 nhân viên đã bị chết. Quân đội và dân quân tự vệ Hà Nội chống trả quyết liệt. Cái gì? Máy bay Mỹ ném bom vào sứ quán Pháp á? Chắc là nó dùng nhầm bản đồ cũ đấy mà. Tao nhớ cái đêm gặp nàng ở giếng đình, bắp chân trắng ngần, đang lội bì bõm. Chỉ mong sao hết chiến tranh, tao về với U tao, cưới cô thư nữ béo mập, đẻ ra một đàn con, đứa nào đứa nấy béo núc béo ních, cho nó đã đời. Điên à, muốn chết à? Có nhớ quy định không? Dạ có. Đi không giấu, nấu không khói, nhưng chết thì chưa. Em phải đuổi bọn giận này đi cho đỡ ngứa. Thôi đừng bẻ mép nữa, lại muốn xuống ruộng nữa à? Lợi hại thật. Chỉ có 2 khẩu đại liên mà một cánh quân cũng bị nướng như chơi. Giá mà có thêm mấy cái tăng thì hay quá nhỉ. Mẹ nó, rồi sẽ biết tay tao. Alo, 200 cây, cô bắt đầu mò, cô bắt đầu mò. Bất cứ lúc nào, lạ nhá, mò tới chân cứ điểm, cứ phóng như vậy chứ. Thế à? Cô quả tim còn không? Còn đây. Mẹ ơi, may rồi!
Tất cả giúp đến trong rừng. He's gone. Wayne Cali, một cựu chiến binh Mỹ đã từng có mặt ở Việt Nam tại chiến trường Quảng Trị Đà Nẵng 1968-1969. Hiện ông là nhà văn. Ông thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa giữa hai nước với mục đích hàn gắn vết thương của cuộc chiến tranh Việt Nam. Wayne này, theo anh tại sao rất nhiều cựu chiến binh Mỹ trước đây đã từng tham chiến ở Việt Nam nay đều có ý muốn trở lại Việt Nam? You know, for some, I think it's like your story of the stork, wanting to change bad karma to good karma. I remember when I saw this documentary film once. It was about this American soldier who had taken a diary from the knapsack of an NVA soldier he thought was dead. And when he read it, he saw somebody there he could connect to, that he saw as a human being like himself, and that haunted him. And then he eventually found out this guy was alive, and he took the diary and brought it back to Vietnam. You know, you told me you were terrified of the helicopters, and I mean, imagine, you know, there was a time I sat behind a machine gun in a helicopter. You ever imagine we'd be sitting here in a place like this having this conversation? Anh có biết không? Tôi không thể nào quên được những cái cảnh máy bay trực thăng Mỹ quần đảo trên đầu. Thế còn trực thăng, như trực thăng của các anh thường làm cái việc săn lùng và hạ sát chúng tôi từ trên không mà rất là nhanh. Trong tay tôi thường là không có vũ khí mà chỉ có mỗi chiếc máy quay phim Parabolic. Thế mà quay trực thăng thì dễ bị lộ. Quên này, tí nữa anh đã giết tôi rồi đấy. I would have shot you. I think about it all the time. I had this experience a few years ago when I started meeting Vietnamese writers who had been on your side of the war. It was like the guy's diary. I mean, I found out that I liked them. We had a lot in common when I read their work, their poetry, their fiction. And we'd write about a lot of the same things. One was a woman writer, and, you know, she'd been one of the volunteers on the Ho Chi Minh Trail. She said the same thing you did. The helicopters terrified her the most. I had gotten to know her at that point, and when she said that, I had this, it was almost a vision of flying over that triple canopy jungle they had there.
and that terrified. I mean, she was terrified, and it terrified me. And I had this image of shooting down into the jungle. And at that point, I mean, I looked and I saw her face. You know, it was like after 25 years, there was this face coming out of the jungle, this human face. And she felt the same way, and we just kind of connected at that moment. And for me, it was like that guy in the diary when he sees words have been translated into his own language. I felt a grief, and it was good because I needed that. You understand? Trái đất này đâu đó vẫn tiếp tục cái sự nghiệp man dợ là bắn giết nhau mà không hề nhận diện ra nhau. Anh là giáo sư ngôn ngữ và là nhà văn. Anh có thấy loài người tự coi mình là thượng đẳng trong muôn loài, nhưng lại là động vật duy nhất không biết mệt mỏi trong việc nuôi dưỡng hận thù và chém giết đồng loại. Văn, sao cậu lại vào đây? Còn cậu thì sao? Không có gì. Chỉ một vết thương nhỏ, giờ hơi đau. Đau thì còn có thể chịu được. Chỉ tiếc tớ mất hết nhật ký và thơ sáng tác trong mấy năm. Một số đã đăng báo thì còn lưu lại được. Phần còn lại giờ cũng chẳng nhớ nữa. Cậu đúng là hâm. Sống được còn viết được khối thứ hai hơn. Một bài thơ tôi đang viết giờ thì Mỹ ném bom. Một số đồng chí đã che người để tôi viết nốt. Chỉ tiếc là mất tấm ảnh của Hoài. Bây giờ nhớ vợ, chẳng biết làm sao. Chỉ biết trông cậy vào trí nhớ của mình thôi. Mai tớ về Hà Nội, gửi thư không? Tớ mang đến tận nhà cho. Thật không? Hoàng, tương yêu của anh ơi, anh đang phát điên lên vì nhớ em. Anh mới bị sốt rét, trong rừng, đói, rét, vượt qua những cơn sốt triền miên, không thuốc, cũng còn dễ hơn là vượt qua nỗi nhớ về em. Chiến trường thì đầy khó khăn và thử thách. Em biết không, càng đi sâu vào Nam, anh càng trân trọng sự đóng góp của những nữ thanh niên xung phong. Tháng trước, có cô thanh niên xung phong tên Hoa dẫn đường anh đi qua trạm giao liên sang binh trạm bên cạnh. Trời tối, mưa lất phất, trên cả đoạn đường toàn bom chưa nổ. Anh thấy cô này điệu đà, cò lả đến ốm. Cô ấy còn nhờ anh gỡ tóc vướng vào cây. Trong đầu anh thầm nghĩ, chiến tranh chứ có phải thành phố đâu mà làm dáng. Sang gần bờ suối, Hoa nhờ anh múc hộ bình nước. Anh vừa lấy vừa lào bầu, ngoảnh đi ngoảnh lại dưới ánh trăng. Anh mới chợt nhìn thấy Hoa đang uống nước bằng hai cùi tay đã gãy. Quả là mọi điều có thể xảy ra trong chiến tranh. Bé đây à?
chào bà đi. Cô Hoài này, đã có tin tức gì của anh ấy chưa? Chưa. Sáu tháng rồi, kể từ ngày cháu nhận được bức thư cuối cùng của anh ấy do anh Vinh cầm về. Chắc là không có chuyện gì đâu. Nào, cảm ơn bà. Con ở nhà với bà ngoan nhé. Mẹ đi làm đây. Dạ, để với bà nha. Ok, con khoanh tay lại chào mẹ nào. Chào mẹ. Bà ở nhà nhé. Hoài ơi, con tôi. Ê, mọi người lại đây. Máy bay B-52 ném bom trúng văn phòng đại diện của Pháp tại Việt Nam. Ông trưởng đại diện Pierre Soussigny và 6 nhân viên đã bị chết. Quân đội và dân quân tự vệ Hà Nội chống trả quyết liệt. Cái gì? Máy bay Mỹ ném bom vào sứ quán Pháp á? Chắc là nó dùng nhầm bản đồ cũ đấy mà. Thank you.
ngoài và miền Trung tìm chồng. Dẫu chẳng biết anh đang ở đâu, mà chỉ đoán dựa trên số hòm thư. Chẳng ai biết tại sao Hoài lại dũng cảm vượt mọi bom đạn và khó khăn trên đường như thế. Có lẽ Hoài chỉ là một người đàn bà đang yêu. Cũng có thể cô chỉ muốn Văn được gặp con, phòng khi có gì xảy ra. Hoài thật may mắn vì mùa mưa năm ấy tiểu đội của Văn được chuyển ra Quảng Bình để an dưỡng và tập hợp lại. Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Anh không biết có trở về với em được nữa. Kia anh đừng nói cười. Mỗi ngày lại thấy có một người bạn hy sinh. Anh. Ôi, anh đừng nói nữa. Tao muốn phát điên lên mất. Vợ con có vài cây số, ai vào cuối cũng nhắn tin. Đi cũng chết mà không đi cũng chết, nóng ruột quá. Lên gặp ban chỉ huy, nói khó với các ông ấy. Chính trị viên đại đội, ai lại làm thế? Tao làm như vậy thì mặt mũi nào nhìn anh em nữa. Cũng phải, nhưng mà tao thấy... Anh Văn, lên chỉ huy cần gặp. Chị cơ? Lên chỉ huy gặp. Này, mày ơi. Có khi lại chị đấy. Văn đây à? Ngồi xuống đi. Là một người lính, trước hết phải là một con người. Cậu ra gặp cô ấy đi. Tôi lại cho cậu 3 ngày phép nữa. Chẳng ai muốn chuyện như vậy. Nhưng cô ấy đã lên đến đây. Cậu không ra gặp, cô ấy chẳng chịu về đâu. Có được cô vợ như cậu, quý lắm đấy. Lo mà giữ. Đi đi. Dạ. Hoài ơi, xong đến rồi.